Khánh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, phụ nữ là những người đáng được trân trọng, nhưng dĩ nhiên không phải là tất cả. Trên đời có rất nhiều phụ nữ dịu dàng, duyên dáng và hiền thục. Tuy nhiên cũng có không ít những người phụ nữ có vấn đề ở trong đó. Những vấn đề này khi vượt quá giới hạn, nó gây ra nhiều rắc rối và ảnh hưởng lớn đến tình yêu. Và với những người phụ nữ như thế này thì đàn ông thà độc thân cũng không nên lấy. Vậy đó là những mẫu phụ nữ nào Khánh Ngọc sẽ chia sẻ trong video này nhé. Đầu tiên là những người phụ nữ nói chuyện cục cằn, thích cãi vã và chiến tranh lạnh. Khánh Ngọc nói nhiều lần rằng người phụ nữ chính là phong thủy của đàn ông. Hôn nhân có bền vững hay không, một phần rất lớn nó phụ thuộc ở cách ứng xử của người phụ nữ. Khi bạn ở bên một người phụ nữ quá cục cằn, bạn sẽ thấy cực kỳ khó chịu. Với tính cách đó, phụ nữ rất khó để giữ được hòa khí trong gia đình, khó để tạo ra được mối quan hệ, và đó cũng là đầu mối của những rắc rối. Phụ nữ nói cục cằn thì đi liền với cái việc là thích gây sự, thích cãi vã và luôn khiến cho tình yêu hay là hôn nhân của bạn đứng trước bờ vực. Đàn ông có thể chịu đựng được sự cục cằn ấy vài tháng, vài năm chứ không thể chịu đựng được suốt nửa cuộc đời. Có người nói rằng tôi yêu sự cục cằn đó của cô ấy. Đây là một lời nói dối. Bạn nói ra được lời này khi bạn đang trong sự thăng hoa của tình yêu thì có thể chấp nhận được. Nhưng khi sự thăng hoa đó qua đi, bạn sẽ thấy sau đó là một chuỗi những tháng ngày mệt mỏi và buồn chán. Thế thì để tránh cái tương lai đó, hãy đề nghị cô gái của bạn sửa đổi tính nết cục cằn của cô ấy. Trong trường hợp cô gái đó không làm được thì bạn nên biết phải lựa chọn cái gì. Thứ hai, đó là người phụ nữ không hiếu kính với cha mẹ. Lễ phép và hiếu thảo là một trong những phẩm chất cơ bản nhất của một người phụ nữ. Hãy xem cách một cô gái giao tiếp với cha mẹ cô ấy và đối xử với cha mẹ cô ấy để đưa ra quyết định của mình. Bạn chỉ cần nghĩ đơn giản rằng là khi một cô gái ăn nói hỗn hào, đối xử tệ bạc với chính những người mà đã sinh ra cô ấy, thì với cá nhân bạn và bố mẹ của bạn, cô ấy sẽ đối xử như thế nào? Sẽ có bạn nói rằng cô ấy đối xử với bố mẹ cô ấy thế nào không quan trọng. Quan trọng là đối xử với bố mẹ chồng như thế nào. Mình hoàn toàn không đồng ý với quan điểm này. Bởi vì khi các bạn đã về một nhà thì cha mẹ hai bên là một. Hơn nữa, không thể có cái chuyện là một người phụ nữ đối xử tệ bạc với bố mẹ đẻ và đối xử tốt với bố mẹ chồng, phải không ạ? Hơn nữa thì một người phụ nữ không thể hiếu kính với cha mẹ thì đó sẽ là một tiền lệ xấu cho cái việc giáo dục chính những đứa con của cô ấy sau này. Do đó, muốn biết bên trong của một cô gái như thế nào thì hãy xem cô ấy đối xử với người thân của cô ấy ra sao các bạn nhé. Thứ ba là những người phụ nữ hư vinh, lười biếng nhưng thích tiêu xài. Không bắt buộc người phụ nữ nào cũng phải siêng năng, phải tiết kiệm, bởi vì phải căn cứ vào hoàn cảnh sống của mỗi người. Tuy nhiên thì những cô gái mà gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng lại lười biếng và luôn sóng sánh, đòi hỏi những cái thỏa mãn phù phiếm để được bằng bạn, bằng bè, là những người phụ nữ không xứng đáng có tình yêu của một người đàn ông. Những cô gái này thì sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến việc bạn làm ra bao nhiêu tiền một tháng, bạn phải vất vả, khổ cực như thế nào để có được cái số tiền đó. Cái mà cô ấy quan tâm ở đây đó là bạn cho cô ấy bao nhiêu tiền để cô ấy mua son phấn, quần áo mỗi tháng. Và bạn có đáp ứng được những cái đòi hỏi của cô ấy hay không? Những phụ nữ luôn có tâm lý so bì, ganh đua với bạn bè, với thiên hạ, thường không bao giờ chấp nhận mình thấp kém hơn người khác. Cho nên họ không cần biết hoàn cảnh của mình như thế nào. Ví dụ, bạn thân có cái điện thoại iPhone, mình không có tiền nhưng vẫn đòi hỏi bố mẹ bán thóc,
bán gạo đi để mua cho một cái như thế. Mình chỉ lấy ví dụ như thế. Thì đây nó thể hiện một cái, đó là sự phù phiếm của một người phụ nữ, và đàn ông khôn ngoan thì không nên dính vào. Thứ tư, đó là những người phụ nữ có những mối quan hệ không rõ ràng với nhiều người khác giới. Những người phụ nữ này không đáng tin cậy. Họ luôn mập mờ với các mối quan hệ. Họ như một con lật đật, lật sang bên này, ngả sang bên kia, nhưng không dám ngả hẳn vào anh chàng nào cả. Hay người ta dùng cái từ đó là đong đưa để mô tả những cô gái này. Họ muốn bắt cá nhổ tay, không muốn mất con nào khỏi tay mình cả. Sự tham lam cho thấy là cô gái có nhiều mưu mô, toan tính và không trung thủy. Nhưng có một điều đó là những cô gái này thì luôn được sự đeo bám của nhiều đàn ông. Bởi vì cái tính cách đó nó đánh trúng cái tâm lý, hay còn gọi là cái khao khát muốn chinh phục ở đàn ông. Nhưng nếu bạn chấp nhận những cô gái có tính cách này, dù bạn biết trước thì bạn sẽ phải luôn chạy theo cô ấy. Và không biết khi nào cô gái như thế sẽ cắm cho bạn một cái sừng. Thứ năm là những cô gái thích ham chơi và nhậu nhẹt. Phụ nữ luôn ham chơi trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thời gian nào, là những người chưa trưởng thành, và có thể cả đời của cô gái này sẽ không bao giờ chịu trưởng thành. Phụ nữ thích ham chơi và nhậu nhẹt, họ rất sợ hai từ là trách nhiệm. Trách nhiệm làm vợ, trách nhiệm làm mẹ trở thành gánh nặng quá lớn đối với họ. Và một cái thực tế rất rõ ràng, đó là đàn ông không bao giờ chấp nhận một người phụ nữ không có trách nhiệm với những điều đó. Trong thời đại ngày nay, có nhiều chàng trai thích những cô gái ham chơi bời và thích nhậu nhẹt. Họ coi đó như một cô gái thời thượng. Bởi vì khi đó các bạn còn chưa có ràng buộc gì với nhau cả, vô lo vô nghĩ. Nhưng khi trở về cùng một gia đình thì nó sẽ không thể tồn tại được. Rất nhanh sẽ đổ vỡ. Vì vậy thì đàn ông đừng bị cái tính cách ham chơi của một cô gái đánh lừa rằng đó là sự ngây thơ các bạn nhé. Cuối cùng, thứ sáu, đó là những người phụ nữ không biết trân trọng bản thân mình. Những cô gái luôn muốn tự làm tổn thương mình, trong khi yêu ấy thường là những người có vấn đề về tâm lý. Họ có một cái sự tiêu cực nào đó rất đáng sợ. Ví dụ như một cô gái luôn lấy cái chết ra để mà đe dọa níu kéo người đàn ông chẳng hạn. Họ luôn nói rằng, nếu anh phản bội em sẽ chết. Đàn ông nghĩ rằng đó là những cái lời nói suông, nhưng thực ra không phải là như vậy. Trên 60% người phụ nữ khi mà đã nói ra câu này, đó là họ nói thật. Vì vậy, nếu bạn không thể đảm bảo rằng bạn tuyệt đối trung thủy, thì không nên có mối quan hệ với những cô gái có tâm lý như thế. Thứ nhất là họ có cái lối suy nghĩ rất tiêu cực và mong manh, yếu đuối. Thứ hai, đó là tình yêu đối với những cô gái này sẽ khiến cho đàn ông trở nên cảm thấy là mệt mỏi và bế tắc. Và cái thứ ba nữa, đó là những cô gái này có tính cách đa nghi rất cao. Khi một cô gái coi tình yêu còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình, thì mình khuyên thật lòng, đàn ông không nên yêu. Các bạn thân mến, Khánh Ngọc nhắc lại rằng phụ nữ là những người đáng nhận được sự yêu thương và trân trọng. Nhưng có những người phụ nữ, họ có những cái vấn đề trong con người và suy nghĩ của họ. Những điều đó không có lợi cho tình yêu và hôn nhân, buộc đàn ông phải cân nhắc. Chủ đề ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.